Sáng nay, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Tân Uyên tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sơ kết công tác hội. Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Nghị định số 55 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Tân Uyên có 12 tổ hội trực thuộc tại 12 xã phường với hơn 2.200 hội viên. Từ đầu năm đến nay, chi hội đã phối hợp với các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các quy định của pháp luật có liên quan, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, giúp người tiêu dùng nắm bắt các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động chọn lọc thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng.